Bạn người ta cười chết. À, xương máu bổ màu nè. Rồi nè, anh ở đầu sông nè, em cuối sông nè. Lên nè. Không sao, đúng bài, đúng bài, đúng bài, đúng bài, đúng bài. Vậy là 13 này, 13 này anh em ơi. 13 nha. Đây này, cho anh em xem này, không lại đây. Mình chỉ làm một lần thôi nha. Một lần 13 thôi nha. Rồi. Đầu sông cuối sông đi. Rồi, 40%. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game Musashi 2 SS2.vn nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ quyết tâm mình đập hai cái món đồ này, có mình lên cộng 13 nha. Mấy hôm nay đập đen có. Còn lên 12 cái rồi xịt không à. Thì đập mấy cái giờ cao điểm á, nó hơi bị lắc chút xíu. Thì hôm nay mình quyết định là mình đập sớm chút xíu. Mình không đập cái lúc mà sờ chim. Thì đang đi gom cho nó ít ngọc. Để về đập. Hy vọng ngày hôm nay nó sẽ may mắn nha anh em ơi. Cái bộ phim kinh dị này nó kéo dài khá là lâu rồi. Mà ngày hôm qua sờ chim đập xui quá. Chưa có hôm nào mà xui giống như ngày hôm qua anh em ơi. Hy vọng ngày hôm nay là sẽ lên. Có nhiều anh em bảo với thôi để nó cộng 11 cũng được thì để cộng 11 cũng được thôi, nhưng mà mình muốn lên cộng 13 mà cho nó full bộ. Tại vì mình lên được mấy món rồi. Thì hôm nay sẽ chơi chiến thuật là mồi. Đập mỗi loại một lần và mồi mồi khi nào xịt thì ta sẽ đập cái loại khác lên. 130k mua đi nha. 130k mua. B thì mình đang khá là nhiều. Mình chỉ thiếu S thôi. Còn B thì đang còn mấy mấy trăm B nha mày. Mấy trăm B luôn. Cho nên hôm nay sẽ quyết tâm đập lên. Bây giờ đi nhảy ném cái đó. Ném chào luôn. Rồi. Đây nhảy ném B ấy nhét rồi nha. Thì bây giờ sẽ đập nó lên cộng cộng 10 trước nha. Sẽ đập 3 món lên cộng 10 luôn. Đây. 3 món lên cộng 10. Mua bồ chào đi. Thì cộng 13 phát thì sẽ bỏ mỗi mỗi lần một cái bồ chào thôi, bồ kết hợp bồ ngọc tỷ lệ thôi. Rồi, bắt đầu. Tán cái nón trước nha. Đó. Và mẹ cái nón này tính ra là cái nón xui á. Nhớ bỏ cái này không quên. Bỏ vào tán luôn. Biết ngay mà. À mẹ nó. Rồi không sao không sao không sao. Bỏ cái chân vào, bỏ cái chân vào. Rồi. Lên luôn. Đói. Rồi lên được cái chân nha. Thì bây giờ xịt rồi thì mình phải đập đúng cái nón xui rồi nha. Nón này nón nó mà ám rồi. Bây giờ là sẽ phải đập đập lại cái nón tiếp. Bằng lên 10. Đấy. Lên 10. Đấy, ngon 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 nha, hai món. Rồi, bây giờ là quay qua đập cái tay. Đập cái tay mà xịt là sẽ đập cái nón. Tay mà xịt là đập nón nha anh em. Đấy, chính thật là nó như vậy. Không có chơi lộn bài được, lộn bài là toang á, phải lấy mua hai cái bộ hấp trao. Thì bây giờ là mua ba cái ngọc tỷ lệ này thì để cái khi mà bốn mình đập hết 4 mét này thôi nha, mua bùa tỷ lệ hết 4 mét thì quay thôi, còn hết thì lại ngưng tiếp để hôm sau đập tiếp. Đó, chính thật là như vậy. Bây giờ cái tay lên này, mồi thì hay lên lắm đó, 55 này mình nói rồi. Yêu. Đập nó tiếp, đập nó tiếp, bỏ vào đập tiếp, không phải mua thêm một cái bùa nữa để xong mới đập nó tiếp. Đấy, cho nó lên cộng 11. Phát này có khi nó lại lên tiếp nên là khổ gì. Mua bùa trước này. Đó, mua một cái bùa kệ đi, bỏ vậy đi. Rồi, xịt rồi, xịt rồi. Xịt rồi thì bây giờ cái nón bỏ vào đập là lên chắc nha anh em ơi, lên 11 chắc nha.
Theo lý thuyết là nó là như vậy. Rồi. Bà mẹ đó. Nó không đi theo bài vậy anh em ơi. Vậy là cái chân nó lên. Vậy là cái chân nó lên chắc. Ui giờ này đập. Giờ này đập. Đập giờ này mà còn toang nó thì thôi thua rồi. Ồ thôi ngáo rồi. Hết ép mà còn búa vào. Không biết khi nào mới kết thúc được cái bộ phim kinh dị này đây. Nhanh nhanh nhanh. Tốc độ không nó quên mất. Cho nó cái phong thủy cái đi. Làm cho nó có phong thủy nha. Anh nhớ đầu sông em cuối sông này. Đó. Rồi. Coi dữ ta. Vẫn vậy anh em ơi. Trời ơi. Trời. À mẹ cái chân cái tay cái quần này bị ma ám rồi. Toang rồi anh em ơi, toang rồi. Không ổn anh em ơi, bây giờ chiến thuật kiểu gì cũng toang. Bây giờ đấy coi nào, chắc phải đập một món lên luôn quá. Dồn bằng một một món lên luôn. Nó xui cỡ nào, coi nó xui cỡ nào nè. Ây, ơ. À mẹ đừng nói mất cái tay nha. Thôi tha cho em anh ơi, em ơi, nhà em có sổ nghèo anh ơi. Hiền quá. Đứng mất cái tay. Mất cái tay bóc kích chọn slash luôn. Vãi đái thật. À mấy cái pha này hồi hộp quá. Rồi. Nó đang đi vô bài lại rồi. Nó đang vô tầm kiểm soát lại nha anh em ơi. Đánh cái giờ cao điểm để mình đập giờ này mà còn toang thì thua rồi. Căng ta. Vẫn vậy anh em ơi. Cái nó khá hơn được. Lên. Rồi, không sao mình lô được. Rồi bây giờ mua ba cái bộ cái cấp chào lại cho nó ba cái. 9 10 11 12 13 là phải 4 cái phải không? Phát lên luôn. Bây giờ đập hai cái song song. Đập hai cái song song nha, đập bỏ cái tay luôn không đập cái tay nữa. Bây giờ chỉ chưa đập cái nón, sao đập cái tay, đập cái nón cái đập cái tay vậy đi. Và mày coi xui đến mức độ nào này. Anh nhớ đầu sông này, bật bật cái này đi, anh nhớ đầu sông này, cuối sông này. Cay rồi đó. Ở đầu sông với cuối sông này, khó cần phải vỗ tay luôn anh em ơi, lên 11 vỗ tay nha. Uống chung dòng nước này, rồi uống chung dòng nước này, đấy. Vậy để cho nó nhanh. Này, tốc độ luôn này. Tốc độ này. Vậy thì cho nó lẹ, ui. Vậy đâm ra nó lại đúng bài. Vậy đâm ra nó đúng bài nha mày. Ngon rồi. Rồi bây giờ lên cái áo nè, cái chân này. Vậy nhanh gọn. Ủa nha, à mẹ sướng máu đó. Không sao. Cái tiền đề. Nhanh. Cái nó lên 12 chắc rồi. Cái nó là nó lên 12 chắc rồi đó nha mày. Ui thôi xong rồi. Hết chào hả? Nhanh. Đây. Cái nón lên 12. Rồi. Ơ. Rồi. Tưởng nó mất hết chứ. Cái nón lên 12 nha anh em ơi. Lên 12 nè anh em, các cược này lên 12 nè. 12. Rồi, anh ở đầu sông em cuối sông đi. Dồn hết coi bên này. Đó, 50 nha. 12. Ui, mình biết ngay mà.
Bây giờ vầy, 1 món lên 12 rồi phải không? Sửa đồ, đập cái coi. Rồi, bây giờ là cho cái này lên cộng 9 lại. Đập cái này một mạch lên 12 luôn. Ui. À mẹ còn nhiêu đây, không biết đủ cái quay không đây. Đó nè, 7 nè, 8 nè, đừng có đếm. Căng nhờ. Ta này hơi căng anh em ơi, còn có 1m2 à. Hãy mua lấy sơ cua hai cái bùa này trước đi đó. Không đến lúc mà mình sung quá, mình hay chơi lút cán lắm. Bà mẹ đó. Chào. Chào, ai bán chào giờ này. Căng thẳng nhờ. Ui, nôn lên 12 lắm rồi. Ui, 120k. Chẳng có nhiều ông bán 100k. Nhưng mà ở Logencia với ở DBS á. Chào nha anh em. Anh em đi chợ á. Đây ông bán 9k này. 9k là lộn hết đi. Có ông ta bán 8k nữa. Mình có mua mấy lần rồi. Rồi bây giờ phải đi mua XS này. 150k hả. Có ông nào bán 140k ở đây. Thôi mua đỡ đây này. Tại bình thường là bà S bây giờ là tầm 120-130 là mắc rồi. Thôi đang cần gấp mà. Đang cần gấp mà anh em ơi. Tao chơi lút cán đi. Đó, 10S thôi, 10S thôi. Về lấy B. Bây giờ nè. Bây giờ là B mình nhăn nhiều lắm. Long 100%. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ là ngày may mắn của mình. Lên được một món đây. Cho cái này lên 9, rồi đập nó lên 10, nếu mà xịt là đập cái kia nhanh nha mày. Ê, ui nó lắc kìa. Vãi thật. Mày cũng bị mất đồ. Trời, không sao. Mình lô được nha anh em ơi. Rồi. Rồi. Ngọc tỷ lệ. Một cái. Mua sẵn hai cái cho cái cộng 13 kia luôn nha. Đó. Còn 600 mà mua được 3 lần bùa đó. Ui 4 mét quy quay ra đi nó nhanh chưa anh em ơi. Mà không được món 13 người ta cười chết. À. Đưa máu bỏ vào nè. Rồi nè. Anh ở đầu sông nè. Em cuối sông nè. Lên nè. Không sao, đúng bài. Vậy là 13 này anh em ơi. 13 nha. Đây này, cho anh em xem này không lại về. Mình chỉ làm một lần thôi nha. Một lần 13 thôi nha. Rồi. Đầu sông cuối sông đi. Rồi, 40%. 13. Ui, một món biết ngay mà. Hôm nay may mắn nha, lên được đúng một món nha. Bây giờ coi nào. Ngon rồi. Đấy, đúng chiến thuật là nó phải như vậy. Hay đập đúng bài của thầy Huấn Joshi rồi. Đấy, rồi. Cái chân bây giờ coi nào, lên lại. À, đấy. Đập giờ này nó đỡ lắc anh em ơi. Nói chung là đập giờ này nó đỡ lắc. Còn à, cái giờ mà mình sờ chim á, đập nó lắc lắm. Giờ đấy nó giờ cao điểm mà. Mua một cái bùa thôi. Nhiều khi đang còn chút xíu, đang còn một cái bùa nữa. Có thể lên 13 luôn sao. Chúc mừng các ông, chúc mừng rồi kìa. Phải đái chưa, ngon. Còn cái này nữa mà, chúc mừng gì. Đấy, cộng 10. Lên 11 luôn cho nó sốc này. Nhanh gọn. Đó. 11 này. Anh ở đầu sông, em cuối sông này. 11 này, ui. Ngon lành. Ngày hôm nay kẹo thơm anh ơi. Ngày hôm nay kẹo thơm. Bây giờ con nào. Bây giờ thì sao ta? Bây giờ thì ép hết ở trong này thì mua được một cái bùa nữa thôi. Vậy là ngưng anh em ơi. Tại vì không còn ép nữa. Hàng này đúng chiến thuật rồi đấy. Đúng chiến thuật. Đây được đúng một món cộng 13. Ngon. Ngày 11 cũng được, nói chung là hôm nay là đi nó đi lên chứ nó không có bị đi xuống hay dậm chân tại chỗ. Còn mấy hôm nay là nó chỉ đứng tại chỗ không à, với lại đi xuống mà. Ngày hôm kia thì đang cộng 11 hết mà tự nhiên lại đi xuống.
ngay đi chơi đúng bài là lên được đúng cái nón này, nón ngon. Bây giờ mình làm sao mình lên cái chân nữa, còn cái này thì từ từ mình lên cũng được, sau đó kiếm cái kim nữa, ok là vô đấu giải được rồi nha mày. Đó, đúng chiến thuật là nó phải như vậy. Ngày hôm qua ông nào xúi tôi đập hai món, đập liên tiếp luôn đó. Hai bài ngay thuốc cải thầy núi đèn ngay. Rồi, nói chung vậy là tạm ổn anh em ơi. Ngày hôm nay vậy là cũng là thành công rực rỡ rồi. Lúc đầu nó xịt, khá tốn kém đấy. Tính nhà là cũng phải 5-600k rồi. À 5-6m rồi. Tại vì 4m quy khoai rồi. Ngọc thì nó cũng ít. Nhưng mà nói chung là cái tiền mà để mình mua mua cái bùa kết hợp trao á là nó khá là mắc. Một cái hợp trao một lần là 900-190k lần. Nhưng mà lên cái này được là đáng tổng tiền bắt ngạo. Tại vì bên này á, cái đồ là đồ mát là đồ cấp 13 thôi. Cho nên lên là ngon rồi. Rồi 1-2-3 món nha. 4 nè, 5 nha. Và còn hai cái này. Cái cánh thì hôm sau mình kiếm cái cánh 2 đi mình lên 13 sao. Đấy, chính thật là nó như vậy nha. Đấy, kiếm bộ dinh quen ngon là được rồi. Thôi, thì video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.